Xin chào các bạn đã quay trở lại với YouTube của công ty Uni Việt. Mình là Tuân. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm rất là tiện dụng và rất là phổ biến ở các trung tâm đón xe và các gara ô tô. Đó chính là xe đẩy dụng cụ bằng nhựa, hay còn gọi là tủ đựng dụng cụ. Tủ đựng dụng cụ 3 ngăn của Uni Việt thích hợp cho việc chứa đựng các dung dịch và các dụng cụ đồ nghề liên quan đến vấn đề chăm sóc xe và rửa xe tại các gara ô tô và các trung tâm chăm sóc xe hơi chuyên nghiệp. Nếu các trung tâm không có tủ đựng dụng cụ lưu động này thì sẽ mất đi sự chuyên nghiệp vốn có. Cái thứ hai là đồ đạc bừa bãi thì rất dễ bị thất lạc. Cái thứ ba sẽ rất là mất thời gian mỗi khi đi tìm kiếm đồ. Tủ đựng dụng cụ thiết kế với kiểu dáng đẹp có 3 ngăn, dễ dàng di chuyển, sắp xếp, và hai thùng chứa nước thuận tiện cho việc giặt khăn, rửa tay. Tủ được làm từ chất liệu nhựa đen cao cấp nên rất chắc chắn và bền. Tay cầm lái thiết kế bo tròn có đường vân chống trượt. Khung xe hình chữ nhật vô cùng chắc chắn. Mặt chứa bản to, nhựa dày, chịu trọng lượng cực lớn. Bốn bánh xe đều đường, chịu tải, dễ dàng di chuyển. Kết cấu bánh xe đúc siêu bền. Hai thùng chứa chuyên dụng, một thùng to, một thùng nhỏ, dễ phân biệt, có thể thao tác, lắp dễ dàng. Một trung tâm chăm sóc xe hơi chuyên nghiệp lên có hai xe đẩy bằng nhựa như thế này. Một xe sẽ phục vụ cho công việc ở phòng đánh bóng và phòng phủ. Xe ở phòng phủ sẽ chứa đựng những cái máy đánh bóng, đồng tâm, lệch tâm, phớt, xi, khăn lau, kèm theo những cái dung dịch để vệ sinh bề mặt sơn. Đấy. Còn một xe đẩy bằng nhựa thì sẽ phục vụ cho công việc là rửa dọn nội ngoại thất và khoang máy, sẽ chứa những cái dung dịch để tẩy rửa và dưỡng những dụng cụ bàn chải đồ nghề, phục vụ cho công việc là chăm sóc ngoại thất, nội thất và khoang máy được dễ dàng. Còn về cách sắp xếp những cái đồ đạc dụng cụ trên xe đẩy sẽ tùy thuộc vào cái điều kiện và cái hoàn cảnh thực tế của xưởng làm sao cho hợp lý, bởi xe chứa được rất là nhiều đồ. Đấy, nên các bạn có thể tha hồ để sắp xếp làm sao cho nó hợp lý với công việc của mình nhé. Vậy là tôi vừa giới thiệu với các bạn xong về tủ đựng dụng cụ 3 ngăn, hay còn gọi là xe đẩy dụng cụ lưu động. Thì các bạn nếu mà quan tâm và muốn đưa cái sản phẩm này về trung tâm của các bạn thì hãy để lại số điện thoại dưới comment hoặc là liên hệ trực tiếp với số hotline trên màn hình để được hướng dẫn cách mua hàng, rồi là tư vấn thêm về những cái sản phẩm dụng cụ bên công ty Uni Việt cung cấp. Cuối cùng xin chân thành cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian qua. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.